Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Leo World Boss nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi team giao lưu cùng với đó chính là clan VNE. Hiện tại thì anh em có thể nhìn thấy đây chính là Natsume Iroha. Vâng, và đặt theo cái tên này thì theo như mình đoán thì đây chính là Tiger World Boss nha anh em, anh Cường của chúng ta. Đấy. Bởi vì về cơ bản thì ông Cường này ông đổi tên liên tục và đa phần thì đều là Nhật, tên Nhật cả. Cho nên là mình nhìn vào mình biết rồi. Xuất thân từ clan VNE mà lại tên tiếng Nhật nữa thì khả năng cao là ổng chứ không ai hết. Đấy. À, và ngày hôm nay thì mình giao lưu đó thì đó chính là Little Dragon. Thì Little Dragon này chính là E Dragon đợt hôm bữa xuất hiện trong video của mình nha em. Đó. Nói chung là mình chơi chung với hai người này và còn lại thì hai anh này mời vào thêm. Đấy. Ở đây có thêm một bạn đó là God, thuộc clan God nha, cũng là clan rất là mạnh. Gác kiếm và một clan VNE nữa đó chính là Megatron. Thì mấy người này thì mình cũng gặp khá là nhiều rồi, bởi vì ở trên mặt ranh này thì đa phần đụng độ mấy ổng rất là nhiều. Đấy. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gia nhập vào cái hàng ngũ bón hành cho team bạn của cái đội hình VNE này. Đấy. Về cơ bản thì hiện tại sức mạnh của mình cũng có thể được gọi là gần đạt được bằng với mấy ông này rồi, cho nên là bây giờ mình đi vào team thì cũng có thể gọi là chơi được nếu như gặp team bên kia mà clan đủ 5 người. Đấy. Chung là meta đồ robot đồ thì mình cũng không thua kém như mấy ông này cả, nhưng mà về cái số lượng đông đảo đông như quân nguyên đó thì chắc là không bằng. Đấy. Chạy qua còn liếc nhìn mình cái nữa này mà thấy ghét thật. Mấy đợt mà gặp mình đâu có thèm nương tay đâu, đợt này mình gia nhập vào hàng ngũ luôn, mình đi hành bên team kia luôn rồi xong. Đấy. À, một băng là thanh niên nó đi luôn rồi. Có một con dê kìa anh em ạ. Ủa lộn, còn con mát. Được rồi, mình sẽ bồi đam phụ. Sao lắc thế nha. Đây là tấn công cọc móc nha anh em. Nói chung là mình kêu chơi cọc móc đi, tại vì chơi cọc móc nó sẽ có nhiều trận đấu hấp dẫn hơn. Nhưng mà lại đang trong cái thời gian có cái bảng xếp hạng tử chiến nhóm đấy anh em. Họ cài để lấy cái bảng dữ liệu Ultimate á. Cho nên là ông Cường này ổng quyết định là ổng chơi tử chiến luôn. Bởi vì chơi tử chiến thì nó sẽ nhẹ hơn. Cũng không biết là có clan nào nó đi cài tử chiến hay không, nhưng mà trước mắt thì mình thấy cái đội hình bên kia nó đã không chống chịu nổi rồi đó anh em ạ. Đấy, áp đảo hoàn toàn luôn chứ. Đấy, và con Dragon này hiện tại còn 3 cái súng thôi, cho nên là cũng không còn hiệu quả nữa rồi. Mình sẽ gọi về xuống, mình gia nhập đội hình bón hành luôn vậy. Đấy. Hình như bên kia cũng không có con dê nào cả. Đó. Chung mà chơi tử chiến thì cũng khá là nhàn thôi. Thì khả năng xuất hiện team bên kia bên tử chiến khá là thấp, cũng không quá là nhiều, đa phần là bên cục móc thôi. Hơn nữa thì cái khung giờ này á, mình biết vì sao mà mấy ông VNE này ổng thường đi mấy khung giờ lạ lạ rồi. Đấy. Tầm 22 giờ đêm á là mấy ổng đi săn clan khác, còn bình thường đi mấy cái khung giờ mà không biết không thể nào ngờ tới á, thì mấy ổng đi bón hành cho team đài bạn đấy giống vậy. Và ngày hôm nay thì mình gia nhập vào đội ngũ bón hành rồi. Ui trời, mình có ác quá nha. À không, phải nói là đó giờ mình cũng đâu có ác đâu, tại vì ngày hôm nay mình gia nhập vào cái team ác độc này, cho nên là mình cũng phải trở thành một người tàn ác rồi. Hiện tại có một con rút, nhưng mà con rút dù trâu cách mấy nó cũng không thể nào chống chọi nổi với cái đội hình dê này anh em ạ. Hai con, ba con ấy, làm sao mà chống nổi ấy, giỡn hả. Một con Luchador anh em ạ, vẫn không thể chống nổi được. Nó cầm súng điện thì nó không thể chơi được. Đấy. Rồi, tụi mình cứ bón hành cho mấy thằng này thôi. Mấy cái trụ thì nó đã xanh hết rồi, không cần phải quá lo lắng. Đấy, nói chung thì ngày hôm nay đi giao lưu vui vẻ thôi nên, tại vì đa phần thì mấy người clan bên này thì cũng là bậc đàn anh, bậc cha chú, bậc ông cố nội. Mình cũng phải tôn trọng tí, nói chung là chơi vui thôi, chơi giao lưu này kia thôi. Còn Minot không thể nào sống sót nổi anh em ạ. Và trận này đã ấn định chiến thắng rồi, quá đơn giản trận đầu tiên. Đấy, chơi như thế thì mình biết vì sao. Mạnh nhất Việt Nam rồi đây. Ở trận đầu tiên thì chắc là mình không giành top nữa đâu, mình đâu có ăn được mạng nào. Được, hình như là được một mạng. Đấy, mấy ông này không cao hết kinh quá. Đấy, được một mạng thôi em ạ.
Nói chung là team bên kia không có bất kỳ một cơ hội nào anh em ạ. Năm người tụi mình càng càng là giành trụ ăn mạng này kia đồ khá là ghê ấy. Ui mình chưa kịp review mấy xưởng của mấy ông này thì đã vào trận rồi, gấp thế ấy. Bây giờ bắt đầu đổi qua tử chiến rồi anh em ạ. Đổi qua tử chiến để chơi cài nhiệm vụ đấy, mình nghĩ là cài cũng rất là khó nha. Nói chung là anh em cài riêng á thì cài một mình á nó sẽ rất là khó, còn đi team á thì chắc là trên điểm nó sẽ cao hơn. Mình đi team vài bữa là nó lên được ngàn mấy điểm nhưng mà để đạt được 10.000 điểm thì không phải đơn giản em ạ. Đấy, đây chính là map thành phố Trung Quốc, và hình như mình phát hiện bên kia có một team clan khác rồi. Để xem nào, mấy người. Ôi mới vô phase ship rồi, bắn lộn à. Hình như là ba bốn người thì phải. Nếu như mà ba người thì được rồi. Đấy, mình sẽ tìm cái đường tắt mình đi nha anh em. Nói chung là mình sẽ đi cái đường tắt. Đó, nếu như được. À, nhưng mà cũng không có ai qua đây để đón tiếp mình cả thôi, được rồi. Mình nghĩ là mình đợi hồi kêu mình lao thẳng vào cái vị trí đó luôn. Rồi. À, hình như là bên kia là ba người hoặc là bốn người trong team. Con Mender nó đang bắn mình rất là lực, không sao, mình cũng chả gì. Mới vô mà ông rồi ông lụm nhẹ cái mạng rồi, đúng là ông Ophion lợi hại đấy. Được. Rồi, mình quyết định sẽ lao thẳng vào đây luôn nha anh em, mình bọc đầu từ phía sau từ bên cánh bên này. Đấy, có một con dê cầm mét và hammer, mét và cua. Không sao, sau lưng đó đang có tổng cộng là mình sẽ xử con Dragon này trước. Sao nào? Mỗi người mỗi việc nha, không ai giành của ai nha. Đấy. Rồi, mình sẽ đi từ phía sau này, hai con dê này chết chắc rồi anh em ạ. Làm sao mà chống chọi với cái đàn dê của team mình được. Đấy. Có thể gọi là con dê của mình bây giờ có thể gọi là mát nha này, gần như là đạt được ngưỡng sức mạnh cao nhất của cái con Ochokochi rồi. Cho nên là nếu như về mặt so sánh về dê thì mình cũng không thua kém ai cả. Nhưng mà so sánh về số lượng thì chắc chắn là mình sẽ thua, bởi vì ông cường đang cầm nó là tổng cộng là ba con dê và hai con Ophion thì phải, theo như mình vừa thấy hồi nãy. Quên nó rồi, hình như là bốn con dê và một con Ophion chắc là vậy. Đam mê lẩu dê quá chứ. Đây, ở đây có con Mender này anh em ơi. Ok không được, mình không cần bắn nó đâu anh em ạ. Không cũng không rảnh đâu mà bắn nó làm cái gì, trong nó cũng chả đe dọa được mình cái gì. Đấy, mình cứ lao thẳng vào đây xem nào. Đấy, 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 sau lưng nè, sau lưng nè, nhìn thấy gì không? Không thấy rồi. Lụm, lụm cái mạng. Không lụm được. Không sao, được rồi. Đấy, một mình một ngựa, ông Cường cũng càng luôn kìa, trời ơi. Đấy, team kia cho dù clan 4 người cũng không thể nào chống chọi nổi với cái sức mạnh của đàn dê này đâu nè mà. Ui, một con Blitz này, đâu ra đây, ôi. Ơi trận này không biết là mình có lật cái top của ổng được không ta. Nãy ăn quá đều mạng rồi. Nói về cái việc mà nếu như giành được cái top 1 thì ít nhất anh em phải cao ếch của ổng tầm 10 mạng trở lên thì anh em mới giành được cái top 1 nha. Còn lại thì một mình ổng ngốn hết rồi. Đấy, ăn không trường cái gì luôn mà. Nào. Ui nó rớt kìa, nó rớt rồi. Rồi. Và đây chính là điều quan trọng mà anh em xem tới đây anh em cần phải biết, đó chính là tiếp theo mình sẽ quay đó tổng cộng là 7 khẩu đam mơ, cũng tức là 7 khẩu gây sát thương rút, sát thương rỉ sét của súng hạng trung bình nha anh em. Đấy. Và chỉ như anh em xem tới đây thì anh em mới biết được, và mình cũng sẽ không làm bất kỳ một cái hình ảnh cũng như thông tin chi tiết nào, miễn là anh em xem tới đây là anh em sẽ biết cái thông tin này đó. Thì mình thông báo như vậy thôi, và chúng ta cứ tiếp tục hiệp đồng cái vấn đề đó là việc bình luận nha anh em. Anh em bình luận là sao mà người ta nhìn vào người ta không biết là anh em chúng ta đang làm cái gì thì lúc đó mới thành công nha anh em. Đó rồi, và đó chính là phần quan trọng mà anh em cần phải biết trong video ngày hôm nay đó. 7 khẩu demo, mình nhắc lại chính là 7 khẩu demo nha anh em. Và ngày mai mình vẫn sẽ tiếp tục up một cái video, đó là video giveaway dành cho những thanh niên nước ngoài, và mục đích của mình nó cũng chỉ là kéo subscribe mà thôi, chứ trên thực tế thì cũng chả có được bao nhiêu view đâu. Đấy, cho nên việc giveaway ngày hôm nay 7 khẩu demo mình sẽ để dành cho anh em nha. Đấy, ok, chúc em may mắn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại trận đấu của chúng ta. Ui trời ơi, rồi xong rồi, 26-3 rồi, 26-4 rồi, làm sao mà team đó gỡ được đây? Chắc chắn là không gỡ được rồi. Đấy, mình là người gọi new tên hơi bị sớm nha em, nói chung thì được thôi, mình hỗ trợ thôi, cho mấy thằng núp nó bay lên trời hết, thấy để mấy ông bắn. Đấy, chạy mà không được. Đấy,
ổng Levin lé danh hồi nãy giờ mấy mạng rồi, mình cũng chả lật được cái top của ổng nữa rồi. Xem ra trận này không lật được cái top của ổng đâu. Đấy, bắn ác quá mà. Đấy, ok. Ui lại một ông Nohara nữa này. Ê là ông Iroha nữa này. Hai tên giống nhau này. Nhưng mà một người thì boss meta, một người thì boss huyền thoại cũ. Nhưng mà sức mạnh thì cũng tương đối là ghê. Đấy. À, ông anh Little Dragon, Dragon này chính là E-Dragon trong những trận trước như này. À, và có hẹn với mình trong trận đấu ngày hôm nay, cho nên là mình sẵn là mình vô mình giao lưu với clan VNE luôn. Đấy. Nói chung thì chúng ta giao lưu này kia rồi thôi. Ấy sẵn sàng liếm mạng của nhau ấy các kiểu như thế. Ấy ui nó chạy ra sao nó chạy ra rồi nó chạy lại chạy vào nha. Ngon chạy ra cái coi. Rồi nha. Ui. Vẫn còn bài được chứ. Ấy. Anh em có thể nhìn thấy. Anh em có thể nhìn thấy team mình. Ấy. Nguyên một bầy luôn em mà. Con Ovion nó mà nó rớt đất là nó đi luôn anh em ạ. Chết trên trời luôn chứ, thiệt ác thiệt, đúng là ác thật sự. Ấy. Rồi, lại một trận đấu nữa Win. Ơi! Đẩu rồi nha. Vậy rồi nha. Anh em bắn nó cho tôi đi. Đúng rồi. Ấy, nó vẫn chưa kịp làm gì mình luôn anh em ạ. Đáng sợ thì chứ. Ấy, một đàn dê, một đàn Ovion. Rồi ôi, và tất cả hình như là sử dụng Newton nha anh em. Hình như tất cả đều là Newton ấy. Mà Newton mắc cách. Thôi. Thì trận thứ hai vẫn tiếp tục chiến thắng rất là ngon lành. Đấy. Xem nào. Lâu thế. Đấy. Ui được cái top 2 đây em ạ. Đấy, bên kia bốn người không thể nào chống chọi nổi với đội hình của mình. Hay được cái top 2. Ui giời ông ăn 12 mạng luôn. Rồi. Tiếp tục anh em ạ. Ngày hôm nay mình nghĩ là làm một cái video nó sẽ rất là dài. Bởi vì theo cái kiểu chơi của ông Cường này là một khi đã chơi là phải chơi cho tới. Ấy chắc là cũng chơi khá là nhiều trận đây. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là hai ông Natsume Iroha. Ủa làm sao có thể đặt tên giống nhau mà nó lại không trùng được nha. Để xem nào, nó ừ. Ui, một ông Yamaha Honda Exeter vừa mới vào anh em ạ. Ấy. À. Ui rồi ôi, hai con dê nha, ba con rắn bay. Ghê. Yamaha này mà, Yamaha Exeter này chắc là chuyên đi chậm chó. Ấy. Ấy, ông Iroha này thì cũ ít nhất thì cũng được một con dê và một con Ovion anh em ạ, cũng rất là ghê. Còn lại thì chơi robot cũ, cũng ghê đấy. Ừ. À, chắc là cũng kiểu như vậy. Cá ếch mạnh vào. Trời cũng ráng cá ếch lắm rồi nhưng mà không lập được cái top của ổng anh em ạ. Ok, vào đi. Lâu thế. Đang đợi ông Yamaha. Đang đợi ông Exeter anh em ạ. À, anh em cứ đợi tí. Chung là video ngày hôm nay thì mình cũng không cắt ghép nhiều cho nên là nó cứ nằm ở trận thôi. Little Dragon này anh em. Đó chưa kịp review xưởng. Đó. Ochokochi. Hai con dê và ba con rắn bay nha. Chung là cũng theo xu hướng đó là dê và rắn thôi. Đấy. 12 con giáp lựa chọn con mùi với con tị. Đấy, còn mình thì mình sử dụng toàn là robot gì đâu không à, robot tà ma ngoại đạo không à. Đấy. Chung là cũng là những con robot cài chai thôi. Tỷ lệ thắng mấy ông này cũng tương đối là cao. 7 mấy%. Giáp kiếp. Clan God nha anh em. 3 con dê và 2 con Ovion cũng được. Tay lái cũng đại tá này. Ghê anh em ạ. Đấy. Ủa lộn mình bấm lộn qua cái ông gác kiếm rồi. Có một khẩu Igniter nhìn khó chịu ấy nha. Hơi khó chịu đấy, không dở nào. Đấy, Yamaha này anh em ạ, Exeter này. Đó, đây nhìn thấy nha. Chung là bây giờ xu hướng toàn là dê với rắn thôi, cũng chả có gì nhiều. Đấy. Vô đi, trời, vô đi, lâu thế. Ngồi tán gẫu với mấy ổng hay sao đây? Vô đi chứ.
À, thật ra là mình xài ba cái tăng đam và một cái RA nha anh em, tại vì một cái RA của mình mục đích nó chỉ là để hồi máu thôi, chứ chứ nạp đầy thì nó cũng khó nạp lắm, một một cái thì nó rất là khó nạp đấy, nên là thôi. Vô nào anh em ơi, đấy, vô, có ai nhắn gì nữa không? Không gì hả? Không gì thôi. Hai cái thì RAM nó sẽ bị giảm xuống 20%, nó cũng không không quá mạnh, rồi khi lượng sát thương mình gây ra nó sẽ không nhiều đấy, cho nên là đấy, một là mình chơi bốn cái tăng đam luôn, còn hai là mình chơi một cái RA thôi, còn không thì thôi. Chứ bây giờ hai cái RA thì nó khá là khó đấy, nói chung là về độ thủ thì có thể thủ được, nhưng mà về sức tấn công thì khá là yếu hơn. Trận này mình tiếp tục gọi Dragon nha anh em, mình sẽ đi hỗ trợ Dam, bởi vì hiện tại thì đấy anh em có thể nhìn thấy hai con dê một con Ophion, và bên cánh trái cũng có thể là hai con dê nữa, nên là sức tấn công của họ rất là ghê. Nãy mới vào thì bay vào rồi thì ghê đấy, và thanh niên kia nhìn chắc là bị ám ảnh, bị sợ rồi sao mà phát trận hay sao vậy, hay hủy boss rồi gì thế. Ui con Defeat này cũng ghê đấy, được, nhưng mà trăn trối gì không? Chắc chắn là không rồi. Trước mặt con Ophion có mắt kèm theo súng rút nữa thì không có đường nào để mà thoát được anh em à. Đấy, không có đường nào mà con Reset nó có thể thoát được. Ôi con dê này nó bắn mình này. Ê. Không sao nè, mình bồi đam phụ được. Tại vì bây giờ thì đi chung team này thì mình chả sợ con dê đâu anh em à. Mình chả sợ dê đâu. Đấy. Mình sẽ bồi đam. Rồi xong nha. Ophion bắn ghê quá. Ghê quá, lợi hại đấy. Đây đây con Ophion này rớt xuống là mình cho nó một cách đam nè. Ui trời ơi, nó chưa kịp làm gì luôn kìa. Trời ơi. Rồi, trận này lại tiếp tục acid quá trời rồi. Chắc chắn là bị liếm, mình liếm không được mấy cái mạng rồi. Đấy, con gì mấy con Ophion này nó bay nè. Thật bạn bắn luôn á, bắn đi bạn. Thoải mái. Nghĩa, khiến của tôi trâu lắm. Bắn đi. Đúng rồi, rớt xuống rồi không? Rớt xuống thì đi, chứ nói gì nữa bây giờ. Đấy. Xong. Mình bắn nó nhiêu đó là mình để là ế đừng quá thiệt luôn á trời. Cứ cà ớt thôi đấy, như vậy thì biểu sao mình lập được cái top của hôm nay thôi. Đấy, anh em nhìn cái đội hình này nhìn có sợ không? Gặp mà anh em ở bên team kia mà anh em gặp cái đội hình này chắc là nghỉ game là vừa, phát trận là vừa rồi đấy. Ngày hôm nay tụi mình đi hành team kia quá trời. Một mình ổng ăn hết mạng luôn. Đây 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 có mấy thanh niên vừa rớt xuống này đấy. Ui con xe đáp em xuyên chiên ghê đấy bạn, nhưng mà tôi mạnh hơn đấy, hết xuyên khiên thì bạn mệt với tôi. Đây 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 đấy, rồi xong. Trời ơi thay phân hai dắt ơi, thay phân hai dắt nha. Ờ rồi thôi xong rồi, xong con thay phân rồi, bắn không được. Ê ui hên quá, nó đẩy mình ra này, vẫn còn sống, vẫn còn sống. Bắn nó đi anh, bắn nó đi gác kiếm. Ơi lại một con nữa kia, chết rồi, khả năng mình dậy rồi. Được, tôi thích bạn rồi đó. Được rồi, có tí tài thì mình cứ gọi cho anh em mà mình hất tụi nó lên để xem bây giờ con dê này nó chạy đường nào. Thấy một con niêm tên kìa, à không sao. Ngay mà một con như tên làm sao chống được hai con như tên chứ. Đấy, đúng rồi, cho nó biết mùi đi. Đây 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 đây, đây. Cho viên nặng. Chết, không chết luôn. Trời ơi, vậy luôn á. Đấy. Rồi, game nát rồi anh em ạ. Team bên kia bây giờ nát thật rồi, không có đường nào để chạy cả. Là năng đó là ấy, một con Newton nữa à. Đi, trời ơi. Ác quá này mày, đúng là cái đội hình này quá ác rồi. Đấy, cũng muốn gặp team bên kia lắm nhưng mà bên kia lại không có team nào. Thôi Pania. Pania giờ còn bay đâu nữa, chết đi chứ. Đấy, có thế thôi, đúng là ác thật. Rồi xong rồi, game này quý nói ui trời ơi nó nhẹ nhàng, sao mà nó nhàn thế nhờ. Đấy, trận này chắc là mình cũng không giành được top rồi anh em ạ, trận hồi nãy mình ca hết mạng như vậy mà mình cũng top 5 luôn.
Tối nay mày thôi chứ gì đâu, không ăn được cái mạng nào luôn anh em ạ. Không ăn được miếng nào luôn. Thiệt luôn á. Rồi lại tiếp tục đợi trong mòn mỏi rồi, đợi mấy ông này mòn mỏi rồi. Từ già mà ham chứ không phải xe. Ok, già già tức là đặt tên là già mà ham đúng không? Ok, Yamaha. Tiếp đi, vô trận cho nó lẹ lẹ tí nào, sao lâu thế? Để đi. Đặt tên như vậy người ta nhìn vào là Yamaha chứ nữa, Yamaha nào. Đó, và sẵn đây mình nhắc lại cho anh em đó chính là ghi quay bảy khẩu demo nha anh em. Đó, tiếp tục comment cho nó ngon lành một tí. Đấy, để mình chọn là những bình luận nó hay nhất. Đó, 7 bạn nha anh em, 7 người, 7 người may mắn. Đó, chúc này may mắn. Nghe giống chương trình xổ số quá nha. Lại là tử chiến thì chơi nó cũng khá là nhàn thôi, nhưng mà bên kia không có team thì chắc chắn là nó sẽ gãy với team mình. Bên kia có một con dê kìa anh em ơi, ngon đấy, nghe có vẻ ngon. Ui Scorpion. Gan vậy, cháu dịch chuyển vào giữa cái bầy dê luôn em ạ. Không thể tin được anh em mới dám làm như vậy. Rồi mình sẽ lèo luôn, mình sẽ là người tiên. Em theo sau tôi nha, em theo sau tôi nha. Đấy, tôi mà có chết thì em cũng hỗ trợ tôi nha. Đấy, ui nó bay xa đấy thì bay bay. Ừ đúng rồi, rồi đồng đội tôi tới rồi, lụm một mạng. Lụm nào. Đây 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 đây, mình lụm con dê này nè nè, lụm nè. Ui hai mạng ngon. Đây đây đây, thêm một mạng nữa, thêm một mạng nữa. Trận này mình lật top, trận này mình lật top đấy. Trận này mình lật top của ông Cường luôn, không biết là có lật được hay không. Rồi team kia vừa rớt xuống là ăn ngay một nồi lẩu dê thơm phức luôn em ạ. À, thơm phức luôn, thơm nước mũi luôn, vừa thổi vừa hít luôn. Hay là dí con dê này chạy rồi xong rồi chắc là không. Trong thời gian hồi kêu bị nguyên mà dê tấn công rồi xong, game này đã ấn định chiến thắng từ lâu rồi anh em ạ. 13-0. Ê, chơi game mà như đá bóng thế, mà đá bóng cũng chả ăn được bao nhiêu đây mạng. Ý bao nhiêu đây bàn chứ. Trời ơi, ơi nó bay kìa. Rồi ui. Ê, đâu rồi? Trời, chắc là nó thoát game hết rồi anh em ạ. Bây giờ cũng chả còn. À, đây 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 đây. Chết xuống này. Còn có hai người à. Thiệt luôn á, mấy thanh niên này dễ tự ái quá. Trời ơi nó bay lên trời luôn kìa. Rồi đâu rồi? Đấy, còn có hai người anh em dễ tự ái thật chứ. Đấy, đúng là anh Cường anh Tạo chơi tử chiến thì team mình lại bị gọi là hát độc đấy, hát quá trời. 16-0 rồi, chơi bời gì nữa. Con Kados này bây giờ làm trái banh luôn anh em, không có đường nào đi cả, làm sao mà lăn được đấy. Video ngày hôm nay mang tính chất là giao lưu chơi thôi nha anh em, còn còn việc mà hành team bên kia thì chỉ là ngoài dự tính thôi. À, mình dự tính ngày hôm nay là một trận là những trận đấu mà gặp nhiều clan bên kia đụng độ dê hút nhau này kia đồ, nhưng mà không ngờ trận đấu ngày hôm nay nó lại đơn giản như vậy và lại hành team bên kia không kịp thở ấy, thì nói chung là cái này là cũng ngoài dự tính của mình, cho nên là thôi lỡ làm cái video thì mình làm cho trót nha nè. Đó, cũng thông cảm chứ bây giờ thì không gặp team kia thì cũng chịu thôi chứ sao giờ, chẳng lẽ là rủ tụi nó đi solo à? Bây giờ thì chơi ngẫu nhiên ghép trận tử chiến thì thôi. Vậy đi, nó cứ vậy đi. Đấy, bây giờ thì còn có một hai thằng thôi, dí tụi nó chạy mất chỉ luôn này, dí tụi nó chạy từ nhà nó thành về tới nhà mình luôn em ạ. Ôi trời, rồi xong rồi. Sao mà chạy được rồi xong. Dí tụi nó chạy từ nhà tới nhà mình luôn, từ nhà tới trường và từ trường về nhà luôn. Ok, à ngày hôm nay anh em hình như là ngày hôm nay
nay mình nghe nói là anh em thi đúng không? Thi gì ta? Thi tốt nghiệp hả? Đấy. Nói chung là mình chỉ cần nghe đấy, dụ mà thi thôi thì ok. À, cũng gửi lời chúc tới những anh em nào mà thi rồi mà chưa thi gì đó cũng đạt kết quả tốt nha. Nói chung là mình ngày xưa mình không có học giỏi lắm cho nên là mình chỉ biết chúc anh em thi tốt. Đấy, nói vậy thôi. À, hôm nay ngày 20 tháng 11 đúng không? Đúng rồi. Đấy, tặng bông tặng quà gì cho mình không để mình cần biết. Vì hồi xưa tới giờ mình chỉ đạo rất là nhiều bạn nhiều loại vũ khí rồi cho nên là ngày hôm nay anh em có gì để tặng mình không? Thôi không có cũng được, không sao. Đấy, toàn mình tặng ta mà mình tặng ấy, ngày hôm nay tặng 7 khẩu demo cho anh em. Đó, nhân ngày 20 tháng 11 và mình tặng cho anh em hai ít 7 khẩu demo và chúc anh em may mắn. Theo do này cầm hai cái lát ten nè, phải trưởng này cầm hai cái lát ten là máu đâu mà xài. Thôi xong rồi, thôi bây giờ chỉ còn có một thanh niên đó thôi cho nên là tim nó chạy, nó dí giết thời gian anh em. Thử thách bằng chạy đó, tôi bọc đầu đằng sau rồi làm sao chạy được. Đấy, rồi xong. Cái game này nó như vậy đó anh em ạ. Rồi xong, sao nữa. Đấy, sao nhẹ nhàng thế à, trận này không biết mình có giành top được không đây. Cái top 1 thì rất là khó nha, top 1 khó thật. Nào, ui top 2 được 4 kill anh em ạ. Thấy chơi nó phải như vậy chứ. Chung là càng tem bên kia không kịp thở luôn. Tem kia không có thời gian thở luôn em ạ. Không có cơ hội. Đấy. Vô đi. Ủa rồi trận nữa rồi. Vô đi. Mình nghĩ là chơi thêm một trận nữa đi. Trận nữa ta. Ừ, trận nữa đi. Đấy, ngày hôm nay nó dài tí chơi cho nó vui, trận cuối chơi cho nó ngon lành tí nào. Trận này mình nghĩ là đâu thế. Nãy giờ mình xài toàn là boss meta với dê không anh em ạ? Hình như nãy giờ mình chỉ toàn xài dê không à. Tại vì đi chơi em chung thì mình phải thể hiện sức mạnh của mình tí thôi. Trận này mình sẽ nhả ra, tại vì nãy giờ game nào nó cũng nhàn cả, nên là ngày hôm nay cho một cái game nó nhàn. Nó nhàn quá thì mình sẽ sử dụng đó là con boss cũ của mình. Ok anh em ạ, Ravana xuất trận nào anh em ơi, Ravana Labrit nha. Đấy, không phải bà già bình thường đâu. Một trong những con boss mình rất là yêu thích nha anh em. Chỉ sau Fenrir thôi, sau Fenrir. Và nó mình nghĩ là mình thích nhất là con Fenrir, và con này là con thứ hai, và con thứ ba chính là Typhon nha anh em. Trong ba con boss này là ba con boss quốc tế rồi, gần như là sức mạnh của nó không hề suy giảm qua thời gian. Tôi vẫn chơi ngon trên mọi mặt trận, mọi chiến trường. Tạo hình cũng ngầu nữa đấy, em thấy tạo hình của Ravana cực kỳ là ngầu luôn đúng không. Đấy, Ravana Labrit cũng rất là ngon nha anh em. Chơi cấu rỉa từ xa rồi chơi tích hiệu ứng rất là phê. Đây, có một thằng này xem ra nó thích đứng ở trên nóc nhà nè. Được rồi, mình cho nó ăn đạn thêm nữa nè. Bắn rất là đau nha anh em. Rabbit, Labrit bắn rất là đau nha. Hơn nữa là dính hiệu ứng nổ thì rất là nguy hiểm. Đây, mình nghĩ là mình có thể giết được thằng này. Đấy, rồi ui, ngon lành nha đây. Một kill nha. Xong mấy thanh niên này không cho mình ăn rồi nha. Mặc dù là bắn, tốc độ bắn thì nó cũng không được nhanh. Nhưng mà mỗi lần bắn ra thì lượng đam của nó gây ra rất là khủng nha. Sao nào, có ai để cho tôi bắn không? Đây, mới vừa nói này. Đây. Ui, nó bay lên rồi. Thôi rồi, né thằng nó ra. Ê, đây có con gì vừa đó xuống này. Đấy, ui, hết đạn rồi, không sao đây mà. Nói chung là cái lượng độ bền của con Ravana này mấy thằng nó bắn mình không thấm đâu. Đây, để mình cho nó thêm một đạn. Đấy, ui rồi đó, anh em thấy chưa? nó nổ đam đó rồi ghê. Chung là Ravana cái đốc này bắn cũng rất là phê, rất là sướng nha em, nhất là khi có đồng đội cover, nhất là khi có đồng đội đằng trước ôm á. Đấy, lụm đơn giản. Đây, mình bọc hậu phía sau rồi đó. Có đồng đội cover thì con Ravana này nó thỏa sức xả sát thương luôn nha em. Lượng sát thương nó gây ra không hề tầm thường chút nào, thậm chí là đến titan nhiều khi cũng không thể chịu nổi đâu. Mặc dù chỉ có 3 súng trung bình thôi nhưng mà lượng đất thương nó gây ra rất là ghê. Đấy,
team này thì mình khỏi cần lo Ravana của mình bị chạm tới rồi. Thấy bây giờ mình nhắm bay lên trời nữa. Tuyệt vời nè. Đây là một con rốt này. Ngon, bay lên đây. Ngon, bay lên đây. Ui nó bay lên thiệt kìa. Anh em cứu tôi nhé. Không sao anh em, nó không thể giết mình được. Nó cầm súng trà sữa. Con Ravana này là chuyên đặc trị mấy con rốt cầm súng trà sữa này mà bắn không thể nào mà giết được. Rồi xong rồi, xong rồi. Để mình có ăn không? Lụm con Titan luôn, ngon lành anh em ơi. Trời ơi, phải như vậy chứ. Rồi xong rồi. Game nó vậy hả? Rồi xong rồi. Vậy luôn. Trời ơi, đúng là mấy cái game này nó đơn giản quá rồi. Được chưa ta? Hay là mình chơi thêm một game nữa nha. Được đấy, đấy, ý tưởng hay đấy. Nói chung là ngày hôm nay video dài cũng được, không sao. Em tính dự tính thì Mac Arena thì ngày mai mình sẽ lên video nha nè, tức là chủ nhật ấy, tại vì tối ngày hôm nay thì mình cũng không có thời gian, không có thời gian đâu. Giao lưu mấy ông này xong cái hết thời gian luôn. Rồi trận này mình sẽ tiếp tục gọi đó là con cưng bầu trời của game này bây giờ ra, đó chính là Ophion. Ophion hiện tại mình đang cầm nó hai khẩu demo, một khẩu deceiver nha nè. Combo cũng tương đối là đáng sợ, không phải là hạng tầm thường. Nhưng mà cái thanh niên này nó đang bắn mình rất là đau. Rồi thôi xong rồi, thanh niên nó đi rồi, tạm biệt nha. Đấy, chưa kịp trăn trối gì hết. Ui, người ta bắn ở đâu đấy? Ê, đâu xuất hiện? Hay đấy bạn, được, tôi rất thích bạn. Mày đâu rồi, mày? À, đây, 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 đây. Anh em phụ tôi giết con dê này đi. Giờ này cầm súng gì đây? Ui, nó cầm súng, súng mới đấy. Ê, đừng. Đừng giết em ơi, đừng. Tao giết mày luôn ấy, mày đừng có đẩn, đừng có giỡn. Chạy à, đúng rồi, rồi xong rồi. Con Ophion cũng cường mắng. À không, Ophion của ông Dragon mắng. Little Dragon là một con rồng nhỏ. Nhưng mà cái xưởng này thì chắc là không phải rồng nhỏ đâu. Để tôi đẩy con Ophion nó ra rồi, anh em mắng nó đi. Ui sợi cầm phía xa luôn chứ. Rồi thôi xong rồi, mình đi tìm con Lin hồi nãy nó bắn mình coi. Đâu rồi? Nó bắn tự nhiên đâu xuất hiện lù lù trước mặt mình, nó tạt nguyên băng loa vào mặt mình chứ. Rồi xong rồi ngô Ophion. À, đáng lý ra là tao không nhìn thấy mày đâu, nhưng mà tự nhiên mày tạt loa vào mặt tao nha. Đấy. À, lại ông tôi ở bụi này. Chết, mày chết. Đấy. Giờ đó xuống Ophion gọi bắn mình tiếp mày, mặt bắn đi thoải mái. Hạm đội của tôi bây giờ đang đứng ở nhà mấy bạn rồi đây, mấy bạn cứ bắn thoải mái không gì á. Đấy. Hai con Ophion chấp luôn ấy. Nè nè, lao tới luôn bắn nó anh em. Chơi nó anh em. Chơi nó. Chơi nó luôn. Chơi. Đây. Đấy, thấy sức mạnh của đại địa chấn trái ác quỷ hệ Paramecia chưa? Mày em thấy sức mạnh của trái chấn động chưa? Đấy, nguyên một bầy dê nó làm chấn động nguyên cái nhà bên kia rồi. Đây, đây 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 đây, có mạng có. Ê! Đáng lý là mình đang chạy qua bên kia tự nhiên đâu rớt trước mặt mình em. Ngon 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 ngon, ngon. Thơm thơm. Thơm quá, thơm quá. Commander. Hỏa lực này với hỏa lực này chắc chắn Commander này không. Thiệt cũng ổng cầm súng lửa mà ổng cũng ca hết được mình chứ, hay thiệt. Không thích tính được. Ừ hay, được rồi, một kêu ngon đấy. À, đây đây đây, một con bò nè anh em ơi. Có mồi, có mồi, có mồi, có mồi. Làm lẩu bò được không? Nguyên bầy dê làm lẩu bò đi đấy. Ừ rồi, xong. Làm sao con bò nó có thể chống được nguyên cái đàn dê này đúng không? Ui chạy đâu vậy, đứng lại. Em nào có dao mổ không? Mổ nó đi. Rồi thôi xong rồi. Rồi xong rồi. Đấy, xem nào, ngoài nữa không? Choáng chân à. Cứ việc thoải mái không gì hết. Tôi rất thích, tôi rất thích. Ơ thiệt cũng quá trời, chạy lên mà rớt thiệt hay à, bị dướng thì súng lại cũng không rớt xuống được. Rồi xong game này 22-1 rồi em ạ. Bại chuẩn này cũng trận này hành mấy thằng Trung Quốc ra bả luôn. Ui bây giờ gọi Titan xuống team mình còn không thèm gọi Titan luôn em, chấp tụi nó luôn ấy. 23 mạng rồi làm sao nó gỡ được. Đây đây đây, tôi tới đây, tôi hỗ trợ bằng giết con Titan này. Thôi được rồi, chắc nó chết luôn rồi. Vậy thì giết con rút đi. Vô 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 vô, giết con rút nè, giết con rút nè. Đúng rồi, rồi thôi xong rồi, làm sao mà đỡ được. Rồi ôi, ác thiệt. Đúng là cái game này quá ác liệt.
rồi. Ấy gì á? À không sao, rồi nó rớt ngoài kia luôn là rồi, xong rồi, nó rớt ngoài kia là xong rồi. Ấy, ui trời ơi, nó dễ dàng 25 4 rồi này mà. Vẫn tước tới 21 mạng, chắc chắn là tụi nó sẽ không gỡ được. Hơn nữa thì team mình chỉ mới có một con dê thôi đấy. Bây giờ còn bay lên nữa làm sao mà sống được mà bay. Bay đi, thoải mái. Ừ đấy, xong rồi, còn ai nữa không? Chắc là không còn ai rồi. Ơi hình như còn một người. Đâu rồi? À đây 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 đây, nó bay lên kìa, nó bay lên kìa, Dragon kìa anh em. Dragon kìa anh em. Rồi xong rồi, bay bay tới nhà mình luôn rồi, kiểu này là đi rồi. Rồi xong rồi, đi rồi. Mình cũng không thèm dí tới đó đâu, xa quá dí mệt. Không thèm dí đâu. Sao cái game này nó lại đơn giản vô, đơn giản thế. À, hình như còn một người đâu rồi. À đây 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 đây, chạy tới chạy tới. Ui ui ui, ây da, thôi quên đi nè. Thiệt luôn á, mình không biết nó là con dê, mình chạy đến đầu nó chạy dưới chân mình, nó hất mình bài chứ. Rồi game này cũng ổn rồi đấy, xong mình phải trả thù, tao phải trả thù, người phải chết, người phải. Rồi xong rồi, ok mình nghĩ là game nó đã kết thúc rồi đấy anh em. Thấy anh em thấy con Typhon của mình chạy như lẹ không, chạy như gió luôn. Ê níu tên vậy anh em ơi, sao mình muốn còn sống, anh em hỗ trợ tôi tí, mình sẽ để cái tàu mẹ cho nè. Đó mình canh đúng lúc nó chuẩn bị bắn, mình bắn tàu mẹ là hợp lý. Đúng lúc này thì team nó đã dí tới rồi, con Newton này làm sao mà đỡ được. Nguyên bầy dê luôn em, làm thịt luôn rồi, nguyên nồi lẩu dê trước mặt, nhưng không ăn một con nào cả. Cảm thấy mình thượng đẳng quá em ạ. Được nguyên team mạnh bảo kê ngon lành liền. Ok quên chưa, quên chưa rồi. Ok video mình tới đây kết thúc nha, hẹn gặp anh em bằng những video sau.